Chào các bạn, hôm nay Thoa cùng các bạn sẽ tìm hiểu về vấn đề mà rất là thú vị. Đấy là diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ năm 2021 là bao nhiêu? Thì diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ được quy định về cho từng địa phương dựa trên điều kiện về quỹ đất, điều kiện phát triển kinh tế cũng như quy hoạch xây dựng sử dụng đất của địa phương đó. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về điều kiện để được cấp sổ đỏ. Thì thông thường đối với hộ gia đình cá nhân có đất nhưng chưa được cấp sổ đỏ thì chủ đất sẽ làm thủ tục để cấp sổ đỏ lần đầu cho mảnh đất này. Và thường thường là các trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu thường gặp trên thực tế đó là cấp sổ đỏ cho đất khai hoang, cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tờ viết tay chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp sổ đỏ cho đất tách thửa. Thì về cơ bản đất có đầy đủ hồ sơ, quan trọng nhất là giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất sẽ được cấp sổ đỏ. Căn cứ theo luật đất đai năm 2013 thì cá nhân hộ gia đình sử dụng đất nếu muốn được cấp sổ đỏ phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây. Thứ nhất là có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 100 luật đất đai năm 2013. Đó là thứ nhất là giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thứ hai là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Thứ ba là được thừa kế tặng cho hợp pháp giấy tờ giao nhà tình nghĩa, tình thương gắn liền với đất. Thứ tư là giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 đã được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Và thứ năm là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất. Thứ sáu là bên cạnh có đó những giấy tờ được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của chính phủ. Và trường hợp thứ hai là trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 100 luật đất đai thì phải được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là khi sử dụng đất ổn định lâu dài, không có tranh chấp. Và trường hợp thứ ba là trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay trước ngày 1 tháng 1 năm 2008 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phải được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận là không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị của địa phương. Và trong trường hợp mua bán đất bằng giấy tờ viết tay thì sẽ phải có kèm theo các điều kiện là sử dụng đất ổn định lâu dài, đất đang không có tranh chấp, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với đất theo quy hoạch của pháp luật, đáp ứng được diện tích tối thiểu để cấp sổ đỏ theo quy định cụ thể của từng địa phương. Đó là những điều kiện cơ bản mà người sử dụng đất phải có khi muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ cho đất của mình. Thiếu một trong những yếu tố trên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng không thể làm thủ tục cấp sổ đỏ. Do vậy mà trước khi làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng ta cần phải lưu ý những yếu tố trên, xem xét mảnh đất của mình có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ hay không. Và diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ thì sẽ được quy định về cho từng địa phương dựa trên điều kiện về quỹ đất, điều kiện về phát triển kinh tế cũng như quy hoạch xây dựng sử dụng đất của địa phương đó. Thì căn cứ theo quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình cá nhân và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở cả nông thôn hay là đô thị. Do vậy mà diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ sẽ có sự khác nhau giữa mỗi địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành quy định về diện tích tối thiểu này khi có thay đổi về diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ ở địa phương mình.
trong cùng một tỉnh, tùy theo từng vị trí, điều kiện kinh tế, quy hoạch của tỉnh mà từng quận huyện cũng có thể có mức diện tích tối thiểu để được cấp sổ khác nhau. Ví dụ như là diện tích tối thiểu để cấp sổ đỏ của thành phố Hồ Chí Minh trong quyết định 60 năm 2017, quyết định của Ủy ban Nhân dân quy định diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện tích tối thiểu để được tách thửa đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia làm 3 khu vực. Khu vực 1 sẽ bao gồm các quận là quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, quận 11, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình và quận Tân Phú, thì diện tích tối thiểu là 36 mét vuông và chiều rộng mặt tiền của thửa đất là lớn hơn hoặc bằng 3 mét. Khu vực thứ hai thì bao gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, thì diện tích tối thiểu sẽ là 50 mét vuông và chiều rộng của mặt tiền thửa đất thì phải lớn hơn hoặc bằng 4 mét. Khu vực thứ ba bao gồm các huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, thì diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ là 80 mét vuông và mặt tiền thửa đất thì phải lớn hơn hoặc bằng 5 mét. Ngoài ra, trong trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu mà vẫn muốn được cấp sổ đỏ thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 29 Nghị định 43 năm 2014 Nghị định của Chính phủ. Đó là thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu phải là thửa đất đang được sử dụng và có đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Và thửa đất đó đã được hình thành từ trước ngày quy định về diện tích tối thiểu của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực thi hành. Trường hợp tự chia tách thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít hơn một thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì sẽ không được cấp sổ đỏ, trừ khi có thể gộp thửa đất có diện tích nhỏ hơn với một thửa đất khác để tạo thành một thửa đất mới đủ điều kiện. Và đây cũng là một lưu ý cho khách hàng mà khi chúng ta chuẩn bị tham gia một giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng đất. Phía bên mua thì chúng ta cần phải xem xét thật kỹ nếu mảnh đất muốn mua chưa có sổ đỏ thì phải có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ, từ đó để chúng ta tránh được những rủi ro không đáng có về sau. Và trên đây là toàn bộ những thông tin về điều kiện và diện tích tối thiểu để chúng ta được cấp sổ đỏ. Video của tôi đến hôm nay đến đây là hết. Thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Thoa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.